Các con thân mến, các con đã bao giờ được nghe chuyện về nàng công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn chưa? Bây giờ các con hãy thật chú ý lắng nghe cô Thanh kể chuyện nhé, vì đây là một câu chuyện dài rất hấp dẫn đấy. Câu chuyện bắt đầu vào một ngày mùa đông giá lạnh, tuyết rơi xuống trắng như bông. Một bà hoàng hậu đang ngồi khâu bên cửa sổ có khung bằng gỗ mun. Bà mải nhìn ngắm tuyết nên kim đâm phải tay, ba giọt máu rơi xuống tuyết. Thấy máu đỏ pha lẫn với tuyết trắng thành một màu tuyệt đẹp, bà nghĩ bụng. Ước gì ta sinh được một cô con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ khung cửa này. Sau đó ít lâu, bà sinh được một cô con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như mun. Vì vậy, bà đặt tên con là Bạch Tuyết. Nhưng Bạch Tuyết vừa ra đời thì mẹ đã mất ngay. Một năm sau, vua lấy một người vợ khác. Bà này đẹp lắm, nhưng lại kiêu căng tự phụ, không muốn ai đẹp bằng mình. Bà ta có một cái gương thần. Khi soi, bà ta luôn hỏi, gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được giường như ta? Ngay tức thì gương đáp, tâu hoàng hậu đẹp nhất nước ạ. Biết là gương nói thật, bà ta rất sung sướng. Nhưng Bạch Tuyết càng lớn, càng xinh đẹp. Năm lên 17, cô đẹp như tiên sa, đẹp còn hơn cả hoàng hậu. Một hôm, hoàng hậu hỏi gương, gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được giường như ta? Thì gương đáp, xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Hoàng hậu nghe nói vậy, giật cả mình, ghen tức đến tái cả mặt đi. Từ đó, mỗi khi thấy Bạch Tuyết, hoàng hậu lại tức điên lên. Ngày một thêm kiêu ngạo và đố kỵ, bà ta lúc nào cũng thấy bứt rứt trong lòng. Bà ta cho gọi một người thợ săn đến và bảo, ngươi, hãy đem con bé này vào rừng cho khuất mắt ta, giết chết nó đi, rồi mang tim gan của nó về đây cho ta. Người đi săn vâng lệnh, đem cô bé đi. Khi bác thợ săn rút dao ra, thì cô bé vô tội liền van khóc. Bác ơi, bác đừng giết cháu xin ở lại trong rừng, không về nhà nữa đâu ạ. Người thợ săn thấy cô bé xinh đẹp nên rủ lòng thương và bảo, tội nghiệp, thôi cháu đi đi. Bác thợ săn nghĩ bụng, rồi thú dữ cũng đến ăn thịt nó mất thôi. Nhưng bác thấy hình như cất được một gánh nặng trong lòng vì không phải giết người. Lúc đó, có một con hoẵng nhỏ nhảy tới. Bác ta liền giết con hoẵng, lấy tim gan đem về nộp cho hoàng hậu, nói dối là tim gan của Bạch Tuyết. Người đàn bà độc ác đó liền sai ngay đầu bếp xào nấu lên cho mụ ăn. Mụ ta đinh ninh đó là tim gan của Bạch Tuyết nên ăn cho kỳ hết. Còn về phần Bạch Tuyết, cô bé một mình thui thủi trong rừng rậm. Bạch Tuyết vô cùng sợ hãi, cổ cắm đầu chạy, dẫm phải gai và đá nhọn, chảy hết cả máu chân. Thú dữ lượn quanh cô nhưng không động chạm gì đến cô cả. Cô đi mãi, đi mỏi cả chân, đến chập tối thì thấy một căn nhà nhỏ, cô liền vào để nghỉ. Trong nhà, cái gì cũng bé tí ti, nhưng rất xinh xắn và sạch sẽ các con ạ. Trên chiếc bàn ăn thì trải chiếc khăn trắng tinh, có 7 chiếc đĩa con. Mỗi đĩa con thì lại có một cái thìa con, một chiếc cốc con. Sát tường kề 7 chiếc giường nhỏ phủ khăn trắng như tuyết. Bạch Tuyết lúc đó rất đói và khát, liền ăn ở mỗi đĩa một ít rau, một ít bánh và uống ở mỗi cốc một hớp rượu vang, vì cô không muốn ai phải mất phần cả. Lúc này, Bạch Tuyết mệt quá, muốn đi ngủ, nhưng lại không có giường nào nằm vừa. Cái thì quá dài, cái thì lại ngắn quá. Cô thử đến cái thứ 7 thì mới thấy vừa, liền vào đó ngủ. Tối mịt, những người chủ thực sự của ngôi nhà mới về. Đó là 7 chú lùn làm công việc đào mỏ. Họ thắp 7 ngọn nến lên, và họ ngay lập tức cảm thấy có ai đã đến nhà vì thấy có gì đó khác khác. Một chú nói, ai đã ngồi vào ghế của tôi thế này? Chú thứ 2 kêu lên, ai đã ăn ở đĩa của tôi?
Chú thứ ba thì nói, ai đã ăn ít bánh của tôi? Chú thứ tư lại hỏi, ai đã ăn ít rau của tôi? Chú thứ năm cất lời, ai đã dùng chiếc dĩa của tôi? Chú thứ sáu cũng kêu lên, ai đã dùng dao của tôi? Còn chú thứ bảy thì nói, ai đã uống vào cốc của tôi? Một chú nhìn quanh, rồi đi lại giường mình. Thấy có chỗ trũng ở đệm, chú lùn bèn nói, ai đã trèo lên giường của tôi? Những chú lùn khác cũng lại giường mình và đều kêu lên, có ai đó đã nằm vào giường của tôi? Chú thứ bảy nhìn vào giường mình thì thấy Bạch Tuyết đang ngủ. Chú ta bèn gọi các chú kia đến. Ai nấy đều ngạc nhiên. Họ cầm bảy ngọn đèn soi Bạch Tuyết và reo lên. Lạy chúa, cô bé xinh đẹp quá. Các chú lùn mừng lắm và để yên cho cô Bạch Tuyết ngủ. Suốt đêm, chú lùn thứ bảy nằm ghé nhờ sáu chú lùn kia mỗi giường một lúc. Đến sáng hôm sau, Bạch Tuyết thức dậy, thấy bảy chú lùn, cô rất hoảng sợ, nhưng họ lại thân mật hỏi. Cô tên là gì? Bạch Tuyết đáp, tôi là Bạch Tuyết. Họ lại hỏi, sao cô lại tới đây? Thế là Bạch Tuyết kể cho họ nghe chuyện gì ghẻ muốn giết cô, rồi người đi săn đã để cho cô sống và cô đã chạy suốt ngày mãi cho đến khi thấy nhà của bảy chú lùn. Các chú lùn bảo cô có muốn giúp chúng tôi một tay làm các việc trong nhà này không? Cô sẽ nấu nướng, dọn giường, giặt rũ, khâu vá, thêu thùa. Nếu ở lại đây với chúng tôi, cô sẽ chẳng thiếu thứ gì. Bạch Tuyết bèn nói, vâng, xin đa tạ. Và thế là từ đó, Bạch Tuyết ở với các chú lùn. Cô làm công việc nội trợ. Sáng sớm, các chú lùn vào mỏ lấy quặng và vàng cho đến tận chiều tối. Bạch Tuyết thì làm thức ăn sẵn để chờ họ về ăn. Suốt ngày, cô ở nhà một mình. Các chú lùn dặn cô, cẩn thận để phòng mụ gì ghẻ đấy. Thế nào rồi mụ cũng biết là cô ở đây. Đừng có cho ai vào nhà đấy. Về phần hoàng hậu, bà ta đinh ninh là đã ăn tim gan Bạch Tuyết rồi, nên chắc rằng từ nay mình đẹp nhất trên đời. Bà ta lại hỏi gương. Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được giường như ta? Gương đáp. Xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Nàng ta ở khuất núi non, tại nhà của bảy chú lùn xa xa. Bà hoàng hậu giật mình vì biết gương không bao giờ nói sai. Hóa ra người đi săn đã lừa bà và Bạch Tuyết vẫn còn sống. Bà ta lại nghĩ cách hại Bạch Tuyết. Bà đứng ngồi không yên vì thấy mình không đẹp nhất nước. Sau rồi bà ta cũng tìm ra một kế. Bà bôi mặt và ăn mặc giả là một bà lão bán hàng xén, không còn ai nhận ra được nữa. Bà cải trang rồi vượt bảy ngọn núi đến nhà của bảy chú lùn kia, gõ cửa và nói, lão, có hàng đẹp bán đây. Bạch Tuyết nhìn qua cửa sổ rồi nói, chào bà bán gì đấy? Toàn là của đẹp, dây buộc, áo lót, đủ các màu. Rồi mụ cho cô xem một chiếc áo lót trẽn bằng sa tanh ngũ sắc. Bạch Tuyết nghĩ, bà này tử tế, mình cho vào được. Thế là cô bèn mở cửa cho mụ vào và mua chiếc áo lót. Mụ hoàng hậu mới bảo cô, con ơi, con buộc vụng lắm, lại đây bà buộc cho. Bạch Tuyết không chút e ngại để cho mụ buộc hộ. Mụ ta buộc thoăn thoắt và thít rất chặt. Bạch Tuyết không thở được nữa, liền ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Mụ nói, thế là hết đời con bé đẹp nhất. Rồi mụ vội vã ra về. Tối đến, bảy chú lùn về nhà, thấy Bạch Tuyết nằm xoài trên mặt đất, không động đậy thì hoảng sợ lắm. Họ nhấc cô lên, thấy áo lót buộc chặt quá, bèn cắt dây buộc ra. Cô lại khe khẽ thở, rồi dần dần sống lại. Sau khi nghe cô kể chuyện vừa xảy ra, các chú lùn bảo cô, mụ bán hàng đúng là mụ hoàng hậu độc ác, từ nay cô phải cẩn thận, chúng tôi vắng nhà thì chớ có cho ai vào nhé. Về tới nhà, mụ dì ghẻ đến trước gương soi và hỏi, gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được giường như ta? Gương đáp, xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết
muôn phần đẹp hơn. Nàng ta ở khuất núi non, tại nhà của 7 chú lùn xa xa. Nghe nói vậy, hoàng hậu thấy máu sôi lên vì căm giận. Mụ biết là Bạch Tuyết đã được cứu sống lại. Mụ nói, được rồi, thế nào ta cũng lập mưu trừ được mày. Rồi mụ phù phép làm ra một cái lược có thuốc độc và mặc giả là một bà lão khác lần trước. Rồi mụ lại vượt 7 ngọn núi, đi đến nhà của 7 chú lùn, gõ cửa và nói, bà có hàng đẹp bán đây. Bạch Tuyết ngó qua cửa sổ nói to, bà ơi bà đi đi, tôi không được phép cho ai vào đâu. Mụ già nói, thì ai cấm còn xem cơ chứ. Rồi mụ giơ cho Bạch Tuyết xem cái lược có thuốc độc. Bạch Tuyết thích cái lược quá, siêu lòng chạy ra mở cửa. Đôi bên thỏa thuận mua bán xong, mụ già nói, để bà trải cho đẹp nhá. Bạch Tuyết chẳng ngần ngại gì để cho mụ trải đầu. Lược vừa mới đụng vào tóc thì Bạch Tuyết đã bị trúng độc, ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Mụ già gian ác nói, thế là cái đẹp tuyệt vời đã đi đời nhà ma. Rồi mụ bỏ đi. May sao bấy giờ đã muộn, chẳng mấy chốc 7 chú lùn về. Thấy Bạch Tuyết nằm chết ở dưới đất, họ nghĩ ngay thủ phạm là mụ dì ghẻ. Họ tìm thấy cái lược độc trên đầu Bạch Tuyết. Vừa gỡ lược ra thì Bạch Tuyết sống lại ngay, kể lại sự việc cho các chú lùn nghe. Các chú lùn dặn cô phải cẩn thận, bất cứ ai cũng đừng mở cửa cho vào. Còn hoàng hậu thì về đến nhà lại soi gương hỏi, gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được giường như ta? Tức thì gương đáp, xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Nàng ta ở khuất núi non, tại nhà của 7 chú lùn xa xa. Nghe thấy thế, hoàng hậu tức điên lên nói, còn Bạch Tuyết, mày phải chết, dù tao có phải mất mạng cũng cam. Thế rồi, mụ vào một cái phòng rất kín trong lâu đài, nơi mà không ai được bước chân tới. Mụ tẩm thuốc độc vào một quả táo. Quả táo trông rất ngon lành, nửa đỏ, nửa trắng, ai nhìn thấy cũng muốn ăn, nhưng chỉ cắn một miếng thôi là sẽ chết ngay. Sau khi đã chuẩn bị quả táo độc, mụ liền bôi mặt, ăn mặc giả là một bà nông dân, vượt qua 7 ngọn núi đến nhà của 7 chú lùn. Mụ gõ cửa, Bạch Tuyết thò đầu qua cửa sổ nói, Tôi không được phép cho ai vào đâu, 7 chú lùn đã cấm rồi. Mụ nông dân kia mới bảo, thôi cũng được, tôi muốn đổ chỗ táo này đi, để tôi cho cô một quả nhé. Bạch Tuyết nói, không, cháu không được phép lấy gì đâu ạ. Mụ già liền bảo, cô sợ ăn phải thuốc độc ư, trông đây này, tôi bổ quả táo ra làm đôi, cô ăn nửa đỏ đẹp, tôi ăn nửa trắng nhé. Mụ già bỏ thuốc độc vào quả táo rất khéo, chỉ nửa đỏ là có thuốc độc thôi. Bạch Tuyết thèm ăn quả táo quá, thấy mụ ăn táo mà không sao cả, cô bèn cầm lấy phần của mụ đưa. Cô vừa cắn một miếng thì đã ngã lăn ra chết. Mụ hoàng hậu gườm gườm nhìn cô cười khanh khách nói, trắng như tuyết này, đỏ như máu này, đen như mun này, lần này thì những thằng lùn hết đường cứu sống mày nhé. Về đến cung, hoàng hậu đến ngay hỏi gương. Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được giường như ta? Tức thì gương đáp, tâu hoàng hậu, bà đẹp nhất nước. Lúc đó, lòng mụ mới được thư thái, sự thư thái của một kẻ đố kỵ. Khi những chú lùn về nhà, thì đã thấy Bạch Tuyết tắt thở nằm dài trên mặt đất. Họ nâng cô dậy, tìm xem có dấu vết chất độc nào không. Họ nới áo cho cô, chải đầu cho cô, lấy nước và rượu tắm rửa cho cô. Nhưng chẳng ăn thua gì cả, cô chết thật mất rồi. Họ đặt cô lên giường, cả 7 người ngồi quanh thi hải than khóc ròng rã 3 ngày. Họ định đem chôn cô, nhưng thấy sắc mặt cô vẫn tươi tắn, má cô ửng hồng như người còn sống, thì lại bảo nhau, ai nỡ vùi cô xuống đất đen. Họ bèn đặt xác cô vào một cỗ quan tài bằng thủy tinh, trông rõ mồn một và còn khắc tên cô bằng chữ vàng, để rõ cô là một nàng công chúa.
rồi đem đặt quan tài lên trên núi, cắt phiên nhau canh gác. Các con ạ, đến cả loài vật cũng đến viếng Bạch Tuyết đấy. Trước hết là cú, rồi đến quạ, sau cùng là một con chim bồ câu. Xác Bạch Tuyết để trong quan tài đã lâu mà sắc mặt vẫn tươi như người đang ngủ. Da vẫn trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như mun. Thế rồi một hôm, có hoàng tử đi rừng về muộn, tới nhà của các chú lùn xin ngủ nhờ. Hoàng tử trông thấy trên núi có đặt chiếc quan tài trong có Bạch Tuyết, ngoài đề chữ vàng, hoàng tử liền bảo các chú lùn. Các chú lùn ơi, các chú để cho ta cái quan tài kia, muốn lấy bao nhiêu ta cũng trả. Hoàng tử có trả chúng tôi một núi vàng, một biển bạc, chúng tôi cũng không bán đâu. Hoàng tử bèn nói, thế thì các chú biếu ta đi vậy, vì ta mà không trông thấy Bạch Tuyết thì ta không thể sống được. Ta sẽ yêu nàng và chăm sóc nàng, coi nàng là người yêu của ta. Nghe thấy hoàng tử nói thế, các chú lùn tốt bụng động lòng thương và bằng lòng. Hoàng tử bèn sai thị vệ khiêng quan tài đi. Đi được một quãng thì một người thị vệ vấp phải rễ cây, làm nảy người Bạch Tuyết lên. Thế là Bạch Tuyết nôn ra miếng táo có thuốc độc. Tức thì nàng sống lại, mở mắt, nâng nắp quan tài lên, rồi ngồi nhỏm dậy kêu lên, trời ơi, đây là đâu thế này? Hoàng tử mừng rỡ nói, công chúa, nàng đang ở với ta đây. Rồi hoàng tử kể cho Bạch Tuyết nghe đầu đuôi câu chuyện. Hoàng tử lại nói tiếp, ta yêu nàng nhất trên đời, nàng hãy về cung điện vua cha với ta, nàng sẽ làm vợ ta nhé. Bạch Tuyết vui vẻ theo gót hoàng tử về cung. Lễ cưới được cử hành rất long trọng. Mụ dì ghẻ gian ác cũng được mời đến dự tiệc. Mụ ăn mặc lộng lẫy, đến trước gương soi và hỏi, gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được giường như ta? Gương bèn đáp, tâu bà đẹp tuyệt trần, nhưng bà hoàng mới muốn phần đẹp hơn. Mụ gian ác chửi đồng một câu và sợ run lên. Mới đầu, mụ toan định không đi ăn cưới nữa, nhưng mụ đứng ngồi không yên, sốt ruột muốn đi xem mặt cô dâu. Mụ bước vào và ngay lập tức nhận ra Bạch Tuyết. Mụ liền rút ngay lưỡi dao găm tẩm thuốc độc, xông lên định hại nàng. Mụ rít lên, lần này thì ngươi không thể thoát khỏi tay ta. Nhưng mụ dì ghẻ ác nghiệt đã bị quân lính ngăn lại. Mụ ức quá, vỡ mật mà chết. Còn lễ cưới của hoàng tử và Bạch Tuyết được tổ chức rất linh đình. Các chú lùn sung sướng nhảy múa suốt đêm. Khắp vương quốc vang lên những lời ca ngợi đôi trai tài gái sắc. Vậy là các con ạ, hoàng tử và Bạch Tuyết sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau.